mình rách tem này. Được. Cho mình rách tem luôn. Cho mình rách tem luôn. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em mà. Cái gì đó? Cái gì không? Cái gì không? Nghịch ngu mày. Ôi. Dã man 2500W. Thật sự luôn đấy. Giật mình. Mình khá là như quý vị các bạn theo dõi một cái mẫu máy rửa xe. Đó là thưa Anovi 30S. Cái mẫu đấy thì công suất của nó hơi lớn, nó khoảng tầm 3.000W và giá của nó khoảng tầm 8.500.000. Thì rất là nhiều bác có thể là không với được cái mức tài chính như vậy, thì các bác muốn lựa chọn những cái dòng máy phân khúc nhỏ hơn một xíu. Thì hôm nay thì chúng tôi lại lên sóng cho quý vị các bạn mẫu rửa xe Anovi 25S. Các bạn có thể thấy được cái thương hiệu Anovi nó có một series sản phẩm từ 2000, 2500, 2600. Và dòng app thì nó sẽ là 25S và 30S. Đây, mình xin mời quý vị các bạn đến gần với cả chiếc máy hơn để các bạn có thể thấy được rõ ràng hơn như nào. Tổng quan nhá, các bạn thấy chiếc máy này, khách quan mà nói, tổng quan của nó cực kỳ đẹp luôn và rất là hài hòa. Cái phần khung sắt và phần thiết kế này các bạn có thể thấy được trên thị trường gần như là đây là cái mẫu máy đầu tiên có cái thiết kế như thế này. Thường thường những cái mẫu máy rửa xe mà cái áp lực cao ấy thì nó sẽ cái thiết kế theo kiểu dáng khác. Còn đây là một trong những cái mẫu máy sử dụng cái thiết kế như này, gần như là đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và rất vinh dự và các bạn có thể thấy được cái mẫu này nó thiết kế đầu tiên nhưng mà lại rất đẹp, chứ nó không hề xấu một tí nào cả. Nó không hề thô, rất là hài hòa, cân đối. Rồi màu sơn các thứ, nó cảm giác nó rất là dịu và mát. Rồi xin mời quý vị các bạn đến rõ hơn, chi tiết hơn để các bạn có thể thấy được. Phần trên tablo này, trên một cái bảng chắn tre này thì các bạn có thể thấy nó có những cái thông số áp lực ghi rất thật luôn, 133 15 lít trên 1 phút, 2,5 kW và 1420 vòng trên phút và điện một pha 220V. Thì các bạn nếu mà muốn rửa xe chiếc này thì rất hợp lý rồi. Giá chiếc này thì chúng tôi cũng công bố luôn là 7.300.000. 7.300.000 thì đây là một mức giá theo tôi nghĩ rằng nếu mà so với những cái mẫu máy rửa xe to thì nó rửa xe nhỏ thì nó khá là cao. Nhưng đối với những cái mẫu rửa xe áp cao như thế này là một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Thậm chí nói là rẻ chứ không nói là hợp lý nữa. Vì các bạn có thể thấy được cái thiết kế rồi cái chất lượng của nó so với cái mức giá. Tức là thiết kế chất lượng so với cái giá là rẻ. Rẻ so với thị trường nhá. Còn mai sau có thể nó ra nhiều cái phân khúc cạnh tranh hơn, rồi là nó đao giá về những cái mức giá tốt hơn. Rồi các bạn nhìn thấy đầu xịt này nó khác với ở đầu. Đầu này nó khác với ở đầu sáng nay nhá. Đầu sáng nay đầu khác. Đầu xịt con 30S thì nó khác, nó to hơn khá là nhiều luôn. Còn đầu con 25S này thì đầu áp của nó bé hơn. Này, đầu xi lanh này, có gân này. Piston thường thôi nhá, không phải piston sứ. Các bạn lưu ý này, một cái công nghệ sứ nó sản xuất trên một cái máy ấy, nó đảm bảo độ bền những cái máy Nhật. Các bạn thấy nguyên cái đầu của nó rơi đến 30 triệu rồi. Thì các bạn đòi hỏi làm sao được khi mà chúng ta thiết kế những cái máy có mấy triệu mà đòi làm piston sứ. Thì cái chất lượng của nó sẽ không đảm bảo các bạn nhá. Sứ nhưng nó phải là đạt tiêu chuẩn. Nhưng sứ mà làm không đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ không đảm bảo. Rồi các bạn thấy cùng xi lanh đi, vàng đồng nhá, đồng xịn luôn, rất là đẹp. 8 con ốc lục giác để bắt cái phần xi lanh vào thân máy, rất là đẹp nhá. Cực kỳ đẹp. Con này thì theo mình nghĩ ti tầm 18 ly. Vì con Anovi 30S thì ti của nó khoảng tầm 30 ly, à 20 ly chắc chắn rồi vì 30S thì chúng tôi đã tháo ra rồi. Áp con này 133 là đạt nhá, cam kết với các bạn luôn, thông số thật. Con này nó có một cái bảng điện này, bảng điện rồi này, rất ổn luôn. Đấy, có hai chế độ tự động và không tự động này. Automatic và manual. Các bạn thấy không? Thường những cái dòng máy rửa xe nó không có đâu, nó chỉ có bật tắt công tắc thôi. Còn đây là nó có hai chế độ chạy luôn để cho các bạn lựa chọn tùy theo cái nhu cầu sử dụng như nào các bạn lựa chọn. 14A. Đấy. Trong này chắc chắn là có khỏi theo mình nghĩ này. Để cho nó an toàn hơn. Thiết kế cực kỳ chắc chắn đây nhá. Các bạn nhìn motor này, to cực kỳ luôn. Những con khác máy motor rất là bé, đây motor rất to luôn. Con này thì đừng cân, cân làm gì, vì sẽ quá nặng. Những cái đế này rất dày,
Đế này rất dày luôn, không hề mỏng tí nào cả. Những cái cột trụ này cũng thế này, các bạn thấy không? Cổ tay tôi đặt nhẹ. Đấy, mình làm như thế, mình làm, mình đặt, mình làm trực tiếp với nhà máy, mình đặt, mình sẽ yêu cầu họ có những cái cải tiến để cho chất liệu máy nó tốt nhất có thể, mình đàm phán được. Do đó thì những cái mẫu máy của mình bao giờ mình sẽ rất tự tin về cái chất lượng của nó khi đưa ra thị trường cùng cái phân khúc giá tiền như thế nhá. Có 4 cái béc theo thì các bạn có thể thấy các béc lựa chọn là 0 độ, 15 độ, 25 độ, 40 độ. Tương đương với những cái màu sắc của nó, màu đỏ, màu vàng, màu xanh và màu trắng. Rồi, test thử luôn cho bạn xem để các bạn có thể cảm nhận được rõ ràng nhất cái áp lực của nó như thế nào. Theo mình thì các bạn muốn so sánh con này với 30S thì tất nhiên rồi nó sẽ yếu hơn, không thể khỏe bằng được. Còn với cái tầm tiền như thế này thì mình nghĩ rất là phù hợp rồi, 7.300.000. Giá này chưa bao gồm tiền ship nhá các bạn nhá. Nếu mà các bạn nào ship thì đâu đó mình nghĩ nó khoảng tầm 200 nữa, hơn 200 nữa. Các bạn mà chuyển khoản đủ mình free ship luôn cho nó máu. Đấy, nếu mà bác nào mà kết con này ấy, chuyển khoản đủ 100%, banh đủ 100% luôn, hoặc là giao hàng tận nơi thu tiền ấy, mình free ship luôn cho nó máu. Đủ tiền, banh đủ tiền mình free ship luôn. Còn nếu mà các bác nào mà cọc cọc cốt thì thông cảm, mình không free ship được. Bởi vì khi mà cốt như thế thì tiền bưu điện nó bách về cho mình khá là chậm. Rồi, tôi test cho các bạn xem để các bạn có thể thấy rõ hơn chiếc máy này như thế nào. Phù hợp với gia đình hay không? Phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý vị các bạn hay không? Anh em nghe tiếng máy à, tiếng nước này. Ui. Mình quá bất ngờ về cái áp lực của con 2500 này. 3000 mình đã bất ngờ rồi, con 2500 này cũng thật sự quá bất ngờ luôn. Này. Đây, mình bắn cho các bạn xem đất nhá. Đứng xa nhá, đây là mình đứng xa nhá, không có đứng gần. Quá ấn tượng. Dã man không? Hả? Quá kinh khủng luôn. Mình diễn đấy các bạn ạ. Giật mình luôn đấy. Con chó nào đưa tay về luôn. Được đấy. Thay béc nha. Mình sướng không? Gió thổi đúng rồi. Thôi, tôi sẽ rửa cái xe này. Sạch thổi. Rách zin. Nào. À, bẹp đi. Nào, nhìn nha. Quay cái xe bẩn trước. Yeah, ơi. Con xe này thề với bạn đua, con xe này quá bẩn. Em cho ra đây đi, cho bên này đi, đổi mặt đâu, lật mặt. Rồi, lật mặt.
Đây anh em xem nhá, xe nó rất bẩn nhá. Thôi chuyển sang chế độ chạy bình thường, không automatic nhá. Ngày nay mà xe không sạch thì nói chuyện gì, làm gì thì tính tiền. Xe này quá bẩn. Các bạn thấy chưa? Mới xịt qua đã sạch bố đó rồi. Bây giờ anh ở mày, anh lo mày, anh phải di chuyển nhiều. Dã man. Rách tem à? Thích rách tem này. Được. Cho mày rách tem luôn. Đi nữa. Thích gì không? Thích ơi. Nghịch ngu mày. Ôi. Thôi rách em rằng là giá lại. Nghịch dại này, thôi về vợ chửi chết. Thôi đổi tem, đổi súng, đổi béc này, rửa toàn cảnh nhá. Ui rồi nó phải như thế này này anh em ạ. Thách à, thách nhà dầu hút tương. Thôi bù lại anh sẽ rửa sạch xe cho em. Bắn nhẹ một lúc đau mỏi tay luôn anh em ạ. Đây mới gọi là 133 nhá anh em nhá. Nhá 133 đây này. Rồi. Anh em đã xem xong cái video, chúng tôi đã test thử chiếc Anovi 25S. Đây mới là 153, 133 và 15 lít. 15 lít 133 đây các bạn nhá. Đừng nhìn mà cứ 230 14 lít thôi, không có đâu. 133 15 lít. Rồi. Nếu thấy video hay, vào like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhá. Giá chiếc này thì chúng tôi đã thông báo rồi, 7.300.000. Quá phù hợp đối với các bác nào muốn rửa xe chuyên nghiệp, theo kiểu hộ gia đình thôi, không phải là rửa quá nhiều. Theo rửa xe chuyên nghiệp nhưng mà không theo kiểu là rửa quá phá thì đây là một trong lựa chọn hợp lý. Còn những bác nào mà có điều kiện hơn, muốn những chiếc máy rửa xe của mình nó áp lực mạnh hơn thì đây là một trong lựa chọn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký, like, subscribe và chia sẻ để cho những cái giọt nước mắt của thanh niên kia có ý nghĩa hơn.